Bài trích thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì tai họa sắp sáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi đã bị mục nát, quần áo các ngươi đã bị muối mọt gặm, vàng bạc của các ngươi đã bị ten xét, và ten xét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào, và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi. Thưa sơ, Vũ Nhân nghe nói là cộng đồng Công giáo Việt Nam mình có một món quà tặng cho Đức Giáo Hoàng. Thì thưa sơ, sơ có thể bật mí cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được Vũ Nhân nghĩ cái đó nó rất là khó hả sơ? Xin sơ có thể chia sẻ sơ. Cách đây hơn một tuần thì sơ được nhận một cái công việc khá khó khăn, đó là tìm quà để cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hoa Kỳ tặng cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và đã làm xong. Và cách đây chừng có một tuần thì được nhờ đến là chọn quà để tặng cho Đức Giáo Hoàng, và cảm thấy vừa vui mừng và vừa là thách thức và khó khăn, bởi vì đại diện cho cộng đồng Việt Nam tặng cho Đức Giáo Hoàng, và người có thể có sáng kiến đó là Đức ông Giuse Trịnh Minh Trí. Và sơ cảm thấy biết ơn bởi vì Đức ông có thể có sáng kiến đó và tìm cách để tặng quà cho Đức Giáo Hoàng. Vì thế mà cầu nguyện để xin Chúa cho mình biết món quà nào ý nghĩa để tặng cho Đức Giáo Hoàng, thì đã làm hai bức tranh gạo. Dạ thưa sơ, với cái thời gian nó quá ngắn, và làm sao mình chọn được một cái bức tranh nào mà nó có ý nghĩa, thì xin cho sơ có thể chia sẻ. Vâng, thứ nhất là bức tranh Đức Giáo Hoàng, chính Đức Giáo Hoàng, và cầu nguyện dưới cây thánh giá, bởi vì nhiều người làm bức tranh Đức Giáo Hoàng là rất là vui, vẫy tay chào. Nhưng mà sơ muốn là cầu nguyện và rất là sâu, cây thánh giá rất là sâu, làm bằng gạo hoàn toàn. Thứ hai là bức tranh Đức Mẹ Bế Chúa Hài Đồng, và chọn gạo bởi vì đây là sản phẩm mới của Việt Nam mình, rất là sáng tạo và những cái nước khác không có. Thứ hai là chọn gạo bởi vì đất nước Việt Nam mình, con người của mình đa số đến từ nông nghiệp, và mình ăn bằng gạo. Và gạo là sức sống của mình, gạo là nuôi sống của mình, và từ gạo cũng là nơi mà chế biến ra bánh, và bánh đó biểu tượng cho thánh thể và chính Chúa nuôi sống mình. Thì suy nghĩ ý nghĩa như vậy, và trong thời gian rất ngắn hơn một tuần thì sơ nghĩ là tranh gạo là tốt nhất, và đã gửi cho Đức ông Trí và ban tổ chức, thì họ chọn ngay hai cái mẫu đó, thì sơ rất là mừng đã làm. Thì một em trong văn phòng sơ phải cancel chuyến bay để bà bay sau 2 ngày để đưa kịp bức tranh, và bức tranh hôm nay đã đến tới Đại hội Philadelphia và chuẩn bị gói quà để gửi đi ạ. Chúc mừng sơ, và thưa sơ, xin cho có thể giải thích sơ tại sao mình chọn cái bức tranh như vậy, cái ý nghĩa của cái bức Đức Giáo Hoàng đứng dưới cây thánh giá, sau cây thánh giá là nó như thế nào? Chọn bức tranh đó vì biết rằng sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng rất là cao cả và khó khăn. Và thứ hai là trong mọi khó khăn và mình luôn ngắm nhìn thánh giá Chúa, và chính qua sự đau khổ đó khi chúng ta được thăng hoa thì Đức Giáo Hoàng sẽ vượt qua khó khăn, và cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta luôn là cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng để Ngài chu toàn bổn phận lèo lái con thuyền của giáo hội đi tới bến bình an. Thưa sơ, xin cho có một cái message gửi đến cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới đang xem cái chương trình của đài truyền hình SBTN. Cái câu hỏi nó quá lớn. Em chỉ mong muốn khi mà mỗi lần đại hội gia đình đến và
suốt cái thời gian và đời sống tu trì của em dành cho công việc phục vụ gia đình tại Việt Nam, và em rất là thương anh chị em trong đời sống giáo dân, trong đời sống gia đình, giữa một cái cuộc sống có rất là nhiều thử thách để giữ đúng cái ơn gọi đời sống gia đình của mình. Cho nên rất là mong muốn anh chị em có đời sống hạnh phúc trong ơn gọi gia đình, vì tình yêu là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Dù tôi tớ Chúa đã đế tâm, luật điều truyền trăm từng tháng năm, nhưng bao lỗi lầm nào tranh đường, xin Ngài thương tha. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ Philadelphia.